Xuất phát từ mâu thuẫn của một người trong nhóm mà số thanh thiếu niên trú trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã rủ nhau cầm theo súng và hung khí nguy hiểm để đi giải quyết vấn đề. Ngày 9 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng. Qua điều tra được biết, do mâu thuẫn của Nguyễn Hữu Quỳnh, 17 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và Đinh Ngọc Khánh, 18 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, nên chiều ngày 7 tháng 10, khi thấy Khánh tại cầu vượt ngã ba Huế, Quỳnh đã rủ thêm Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Xuân Sơn cầm theo súng và hung khí như đao kiếm để quay lại tìm Khánh nhưng không thấy. Tại quán cà phê trên đường Tôn Đản, nhóm của Quỳnh thấy Nguyễn Phạm Công Đức và Nguyễn Văn Phú Quý tưởng là nhóm của Khánh nên nổ súng chỉ thiên và dùng hung khí đuổi đánh. Đức và Quý trốn vào nhà vệ sinh của quán nước vẫn bị nhóm của Quỳnh cầm dao đuổi chém đến cùng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Cẩm Lệ đã tạm giữ Quỳnh, Sĩ và Xuân Sơn, còn 5 đối tượng cùng tham gia bị cấm đi khỏi nơi cư trú.